Những ai thích nghĩ người khác đóng tuồng cho mình xem thì hãy động não lại mà suy nghĩ những lời pháp đó đúng hay sai. Những cái lời nói của một cái người bị đời gọi là điên đó, họ nói đúng hay sai, chứ đừng nhìn vào cái hoàn cảnh, cũng đừng phân biệt người này hay người khác, mà hỏi lại tự chính lương tâm mình những điều đó là đúng đắn hay là của một người điên nói không ra lời, nói những điều. Phật nghèo lắm, Phật chỉ độ cho chúng sinh được cái lời pháp thôi, còn ma với quỷ mới cho con người tiền bạc. Nhưng mà ma quỷ cũng không muốn mình phải xa đọa đâu, chỉ dùng được cái đồng tiền đúng như ông sư nói. Cầm tu đừng nên chấp, chấp quá nhiều thì khổ cũng nhiều. Phân biệt, phân là đã biệt rồi đó. Đừng có phân thì nó là một thể. Mà cứ mỗi một vết mình cắt vô thì nó đã phân ra làm hai. Mà chém càng nhiều vết. Người xưa trở về chốn cũ, làm người, làm thánh, làm thần, làm tiên, làm Phật, hay làm ma, làm quỷ, làm yêu, làm mỹ, súc sinh, tự mình chọn, tự mình gây ra, tự mình lãnh trả. Không ai hại mình. Tự tu đi, rồi quay về chốn cũ. Mắc cười vậy đó, Út cũng không biết sao nữa. Lát thích mặc đồ này, lát thích mặc đồ kia. Lát thì giống như con nít, lát thì giống như bà già vậy đó. Ờ, mà đi lên đây là cầm cái gậy này nè. Núi là phải cầm cái gậy này nè. Về tu tâm dưỡng tánh, không nghĩ chuyện ác, không hành ác pháp, đừng cầu mong những nơi linh thiêng, mà hãy ráng mà xây về cái tâm của mình, cầu cho tâm mình linh thiêng. Mình đồng hành với các chư vị, tu là tu ở trong chân tâm, chứ không phải tu trên kinh điển, trên sách vở. Phật đã chỉ đường rồi, không chịu đi lên, tại sao cắm đầu đi xuống? Nhìn vào tấm gương mà phản chiếu lại cái tâm của mình, coi mình đã tạo lên bao nhiêu nghiệp chướng gì, mình đã làm những cái hạnh xấu ác gì, mình có bao dung, đại từ, đại bi chưa? Ngày hôm nay cũng là cái nhân cho tương lai, mà nó cũng chính là cái quả mình đã tạo trong quá khứ đó. Qua để chị ngắm từng cục đá đi, rồi chị nhìn cái có ra hình của ông Phật Di Lặc hay không. Nhưng mà hãy khai thác cái ông Phật Di Lặc bên trong chị đi. Tôi khuyên chị đó, không có cái nơi nào nó linh thiêng bằng chính cái tâm hồn của mình đó. Cái hồn mình nó linh thì mới là linh ứng. Còn người đời muốn suy nghĩ tôi là ai, tại sao học Phật mà cầm điếu thuốc. Tôi không cần người ta biết tôi là ai. Cho nó tốt đi, không cho nó đúng đi, con bảo đảm từng tầng rồi cái tốt đi, cái đúng cái tốt nó sẽ đến quý vị thôi. Nhưng mà tôi không có quy định ngày được, tôi không có quy định tháng được, bởi vì tôi cũng phàm như quý vị thôi, bất quá tôi đỡ quý vị chút thì thôi, phải mình để mình trao đổi với nhau, để mình dìu dắt với nhau, để đi trở về cái căn chân bổn phủ, cái gì cha gì mẹ, cái gì trời gì phải cho nó có cái nhóm nào để cho nhóm lấy. Cái đời này là nhóm, tôi thấy cái nhóm đây, cái nhóm đạo thì người ta đi tầm, tầm cái vinh dễ anh em nhau. Đó, còn cái nhóm thì xe ma tí thì nó đi tìm cái nhóm thì xe ma tí, có mời nó vô đây có đãi cho nó ăn nó không vô. Cái nhóm cái cuối chọn cái nhóm trời hạ, cái nhóm là nhóm kia. Rồi bây giờ cái nhóm đạo cũng vậy đó, đó là cái nhóm.
nhóc mà mê tín dị đoan á, ham linh á, thì nói cái kiểu này nó chán, bởi vì nói cái kiểu mà công có mà công á, nói mấy ông nội không nói gì mà công có mà công biết cho nghe được. Nói nhưng mà nói là ráng cuốn lại đi, phù hộ cho các binh gia rồi phù hộ cho mình ăn khá giả rồi mạnh giỏi rồi, rồi mạnh ngày đó thì nó cũng có nhà cao cửa rộng, xe hơi nhà lầu rồi em. Người ta nói vậy đừng mà mê, lại nó cúng lại chứ không có đâu, không có được gì đâu. Nó được vậy thì cúng lại hết trơn chứ ai tu làm gì. Nhưng mà tại vì người ta, cái người ta là có trải qua cái chuyện nói năng đó, rồi có người ta có binh gia, người ta có mấy cái phần độ nữa, khi đó, mấy cái phần đó đó là người ta coi cũng hay lắm. Nhưng mà thực tế ra là mấy cái phần đó người ta cũng chưa có làm được, nhưng mà người ta nói được. Còn cái người mà tu tập tâm nó nói chuyện người ta nghe người ta cũng chán, bởi vì nói không có chất lượng. Cũng như thí dụ giờ tu đạo á, được 10 người á là chắc ăn 10 người. Còn thí dụ giờ tu ham tâm 100 không người á, không có được 2-3 người nó ham tâm làm cái gì. Cho nên là ví dụ mấy em mấy cháu đi quay với nhiều của tôi từ chối lắm, tôi không chịu quay. Nhưng mà nói riết ngồi tới tội nghiệp tôi quay. Nhưng mà muốn tôi nói cái gì ra hỏi tôi, rồi ông hỏi tôi nói không biết gì chồng. Ông hỏi biết gì đâu nói, nhưng mà nói chứ không biết, không biết mà biết. Không biết chứ hỏi tôi thì biết, ông hỏi rồi không biết. Chứ không phải cái không biết mà không biết luôn đâu. Nước hả cô? Nước, nước hả? Cái trà nước chảnh. Nó dùng cái điện thoại luôn. Dạ, dạ. Thì như là ông May. Nhưng mà tôi nói với cô Vũ này đó, thì cái việc đó là việc của trời phải. Chứ không phải là cái việc của người tu mà có mấy việc người đời. Thì nó phải có rồi. Như là mỗi một năm nó có ba cái rằm phải không? Đó, rằm thượng quân, rồi tới trung quân, tới hạ quân. Rồi hạ quân đâu phải là hạ quân hoài, nó phải chuyển lên tới cái tháng giêng là rằm thượng quân. Cái tháng 7 là trung quân, cái tháng 10 là hạ quân, phải không? Thì cái đời này đó, nó cũng như là ba cái rằm có cái một năm. Đó là cái thượng quân, rồi cái trung quân. Rồi cái đời này là cái đời hạ quân. Mà hạ quân hạ nữa. Mà nó không có còn lâu dài là nó phải diễn ra cái đời thượng quân chánh đức. Nhưng mà đen. Không có ai nói chính xác hết. Bởi vì là... dường như là gia hộ, mấy em thấy là cô Út là dường như là gia khác lạ so với hồi nãy trò chuyện với mấy em phải không? Thiên hạ làm gì chẳng thấy bình. Đó, nhưng mà nói chung cái đất nước Việt Nam của mình rất là khác lạ. Nó là nhằm cái cõi trung ương. Đó, rồi đây là các nước á, nó cũng trở về cái nước Việt Nam để nó là nó sám hối. Bây giờ hồi nào tới giờ nó đánh nước Việt Nam. Đó, nước Việt Nam là rất là chịu nhiều cái chết chóc khác tranh. Mà không rồi khác. Bây giờ nó qua nó đầu tư nè, không hoàn lợi nè. Giống mở công ty nó không hoàn thiện rồi câu đưa. Dạ. Yeah. Có khi rồi đó là nó cho phép em gắn cái mít nha. Không có cần hoàn lợi. Là cái đó nó qua để nó trả quả đó. Đó tại sao mà nó qua nó trả quả? Bởi vì nó biết cái đất nước Việt Nam đó. Nó là sau này đó. Các cậu muốn biết chuyện gì? Việt Nam sau này có thể là nó bằng 6 cái nước nhà. Dạ. Thì xưng hô sao để dễ xưng hô á, cô Út. Thì cứ gọi là cô Út đi. Dạ. Thì mấy em cũng muốn tìm hiểu về những cái cuộc sống cũng như là tại sao cô Út lại từ lúc mà 3 năm nay đi lên đây để đây gặp sư phụ ở trên đây mà là ở trên đây để làm công quả cũng như là ở tu luôn. Có nợ, đủ duyên, trợ hạnh, thủ bộ, cứu luôn liền chứ không
ai cứu cái người ngủ kiểu mà cần ông vậy đó. Như tôi nói thiệt với tôi không có cần khách nhiều. Nhưng mà tôi cần nghĩa là cần khách ít. Người xưa trở về biến chuyển từng tầng chốn cũ. Càng năm đó, mỗi một năm đó, là nó cái khổ nó tăng lên, mỗi cái năm cái khổ nó tăng và dường như là lúc nào cô Út cũng khi mà trò chuyện á thì thấy là một cây nhang đến ba cây nhang kèm theo bên người là để hít khói nhang, mà cái việc mà cô Út yêu thích phải không cô? Nếu mà thiếu tu coi chừng nó nhập vô chát luôn, rất là nguy hiểm. Cho nên mình phải trai cũng thanh làm việc là do một số phần âm cô Út có nguyện cầu nguyện hướng dẫn đồng ăn, đồng thấy, đồng nghe những điều cô Út học đạo, những lời kinh, những điều pháp mọi người đều biết. Cộng tu cùng hành tương trợ lẫn nhau trở về chánh đạo. Tôi nói với cô đó, cái đời này á là nó bứt con mắt nó chập tôi chứ không có cái thứ gì mà chập. Thà làm một loài quỷ mà chánh nghĩa còn hơn làm con người mang tâm địa giả thú. Lỡ cô có bệnh phải không? Cái người nào mà ăn chay có bệnh nó yếu chức qua đó, ăn thịt ăn cá cũng được, nó không có tội gì chứ, nhưng mà đừng có chắc chắn. Dạ cho em hỏi á, lúc nãy á thì cô Út ngồi nói chuyện với mấy em thì mấy em thấy cái vẻ nó khác sau khi cô Út cúng thì bây giờ lại khác, thì cô Út có nói là người xưa trở về, cô Út có thể là tiết lộ được người xưa là bên củ quyền của cô Út hay là dạng những vị tu mà ngày xưa giờ trở về cô Út không? Tất cả mọi người, mọi sinh vật, sinh linh dạng vật trên hành tinh, trên các hành tinh, trên vũ trụ hoàn cầu này đều không phải là người xa lạ. Tất cả đều tự con người phân biệt, chia rẽ, bỏ rơi, đánh mất nhau. Hơi trục trặc quá phải không? Cứ ăn khô, ăn thịt, ăn cá được. Nhưng mà ăn vậy để nó tất cả không phải là người xa lạ. Ăn nữa là tất nhiên là cái trượt nó còn hoài thôi. Cùng đến từ hư không, hỗn độn, vô thủy, trôi lăn, lục đạo, luân hồi, địa ngục, tự tạo. Mình làm, mình nhận chịu, không trách bề trên. Làm người, làm thánh, làm thần, làm tiên, làm Phật, hay làm ma, làm quỷ, làm yêu, làm mỹ, súc sinh, tự mình chọn, tự mình gây ra, tự mình lãnh trả. Không ai hại mình. Tự tu đi, rồi quay về chốn cũ. Khi nào tất cả mọi người khơi dậy được lòng trắc ẩn bên trong, biết được tình người, nhân đạo, hiểu được triết lý của sự sống trên thế gian này, ý nghĩa để làm gì, học đủ, thi đậu, cổng sẽ tự động mở ra, người đó sẽ được quay về. Cánh cổng đó không phải ở đâu xa,
chính là ở trong nhân tâm trực chỉ. Tôi nói với cô á là cử chắc xanh thôi á, chứ không bao giờ nó đủ đó. Rồi. Tôi thấy bây giờ mấy ông làm ruộng nè. Nếu những ai còn giữ được cái tâm chân chánh bao nhiêu đó là đủ rồi. Cái này đó là cũng như mình dành ăn với nó thôi chứ không phải là tội. Còn nếu mà mình không dành ăn với nó, nó ăn mình đối luôn. Nó còn ngoài ra cái gì mà người ta tu nó giỏi đó phải không? Ta đã tu chính đắc rồi đó, người ta khỏi cần phân thuốc. Nhưng mà trong tắt máy đi. Được 1, 2 người, ta chính đắc thôi. Cảm ơn cô. Ừ. Hồi nãy thì mấy anh em mình có thấy lấy dép đi chị. Cũng có biểu hiện giống như là một cái phần nào dựa vào để nói chuyện. Dạ đúng rồi. Rồi cô Út tự nhiên cô Út đi lên, cô Út nấu nước xong sau đó cô Út đi xuống cái. Cô Út nói chuyện chậm rồi. Bây giờ cô Út một bộ simi mới nữa. Cô Út sẽ dẫn mấy anh em mình đi lên một cái những cái hòn đá trên đây để tham quan, cũng như là nhờ cô Út chia sẻ lại những cái điều tâm linh, những cái điều mà cô Út từng lên đây ở. Cái này là cái hòn đá mà ông Sáu nói là hòn đá hình Phật Di Lặc. Đó, cái hòn đá nè, phần trên là cái đầu, bên đây là cái vai của ổng. Ở dưới đây là cái bụng của ông, cái bụng của ông Phật Di Lặc. Đó. Ừ. Đó. Giờ rất là ngộn đỉnh. Nhưng bên kia thì thật sự là giống một cái lại cái clip mà 4-5 tháng về trước mình đây đó, cái thằng Phật Di Lặc làm trên cái dàn dính. Tôi có thấy Út mắc cười không? Có nhiều khi trong người Út mắc cười vậy đó, Út cũng không biết sao nữa. Lát thích mặc đồ này, lát thích mặc đồ kia, lát thì giống như con nít, lát thì giống như bà già vậy đó. Mà đi lên đây là cầm cái gậy này nè. Lên núi là phải cầm cái gậy này nè. Gậy đó hả? Gậy đó là bao lâu rồi cô? Lâu rồi, ông hôm nay ông ba nuôi ông cho mà sinh á, ông đó họ Quỳnh. Dạ. Nhưng mà ông chết rồi. Ông nội bị chết rồi. Chết hồi năm rồi. Ui. Buổi chiều lên đây mát ha. Út thích ở trên đây hơn ở dưới đó. Y như là mình về nhà vậy đó, ở đây nè. Bữa Út ở là cô Út ngủ ở đây hay là ngủ bên kia? Không, ngủ ở đây ông sư thấy nguy hiểm quá, tại gái mà ở bên mình á mà cũng ngủ được 2 đêm thấy bình thường. Dạ. Ở đâu ngồi, ở đâu ngồi, ở đây hả? Đâu ở dưới đi, dưới đây phải không? Dạ. Cảnh trên đây công nhận ngồi mát quá nè. Có hôn lan nữa nha. Ở hồi xưa ở dưới quán cà phê Út cũng bán hôn lan nhiều vậy đó, nhiều lắm luôn. Út thích cái mấy cái cục đá này hơn. Wow. Nhìn dễ thương ha, mát ha. Út ngồi đó nắng không nghe. Trời ơi, chiếc này là đỡ rồi đó. Chiếc rồi em nằm hả, trời nắng trăng trang vậy, em phải nằm em phơi thân em ngoài sân á mới ấm lại. Ngồi lạnh quá trời lạnh luôn, y như bị hàng băng trưởng vậy đó. Yeah. Mình ngồi qua đây sáng. Nó vậy đó. Sẵn tới giờ chiều cúng rồi đó. Tại vì ở đây rất là linh thiêng. Mình lên tới đây là mình không biết cái duyên gì mà mình cảm ứng được. Có khi phải đi bằng 4 chân luôn. Wow. Tức là dùng 2 tay đi luôn. Trên tam giáo á. Mà người đời không hiểu thì người ta chửi Út là đồ điên đồ khùng đó. Nhưng mà lên đây thì ông sư biết. Tại vì ông sư có tu nên ông sư biết. Mm-hmm.
Chờ. Ha. Ho. Khỏe chưa cô? Đi. 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 Oh.
Bên đây. Cô vô đây. Cô lưu đá có cái Phật Di Lặc á. Dạ. Cô vô đây đốt nhang đi. Nhang ở đây, lửa ở đây. Ở dưới. Cô đưa bàn tay ra đây. Về tu tâm dưỡng tánh, không nghĩ chuyện ác, không hành ác pháp. Cô không tu, tai họa ập xuống, đọa vào địa ngục. Thành tâm mà tu hành, hứa là phải làm, không được nuốt lời. Đối với các chư vị, chư thiên, chư thần, chư thánh, không được xảo ngôn. Không làm được đừng hứa, đã hứa là phải làm. Kẻo mất nghiệp chướng đeo mang. Tự trong lòng cô làm gì cô biết. À, từ lúc rồi mấy anh em mình thấy cô Út á, những cái chỗ điện cúng á, thì
luôn có cái biểu hiện khác. Cô Út dẫn mấy anh em mình đi đâu thì đi theo đó để ngắm cảnh cũng như nghe cô Út nói luôn ha. Dạ. Cô Út thắp hương là cái thần thái á, là cô thay đổi hoàn toàn. Thôi bây giờ mình đi xuống dưới cô Út đi tiếp. Đừng cầu mong những nơi linh thiêng, mà hãy ráng mà xây về cái tâm của mình, cầu cho tâm mình linh thiêng. Mình đồng hành với các chư vị, mình có đủ đầy bản thể giống như các chư vị. Ai cũng là Phật, ai cũng là thần thánh tiên. Tự mình mà học mà làm, sống như Phật, sống như thần, như thánh. Bản tánh phải đại từ đại bi, bao dung bác ái. Tu là tu ở trong chân tâm, chứ không phải tu trên kinh điển, trên sách vở. Phật đã chỉ đường rồi, không chịu đi lên tại sao cắm đầu đi xuống? Tội nghiệp, nghiệp chướng, nghiệp báo tự mình tạo, tự mình gánh. Không có trời Phật nào mà hại con người hết. Nhìn vào tấm gương mà phản chiếu lại cái tâm của mình, coi mình đã tạo lên bao nhiêu nghiệp chướng gì, mình đã làm những cái hạnh xấu ác gì, mình có bao dung đại từ đại bi chưa, có sống đúng là một con người với cái nhân tánh thuần khiết, chân chính, bình đẳng với vạn vật muôn loài chưa? Mình làm anh, làm chị, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà đã đúng với cái hạnh của một người đáng để người ta gọi là anh, chị, ông, bà, tổ tiên của những giống loài khác chưa? Đã gian được vòng tay che chở cho chúng sinh vạn vật muôn loài chưa? Hay là khai thác để được vụ lợi? Danh văn lợi dưỡng, tham tàn ngã mạn, rồi sẽ có một ngày đứng trước ngọ môn quan, đừng hỏi tại sao con lại bị đọa đến nơi này. Hỏi chính bản thân của mình, thử coi mình đã làm những gì, tạo những ác nghiệp gì, hay đã giúp đỡ được cho ai, cho loài nào chưa? Sống có tốt với những người thân bên cạnh mình chưa? Bản thân mình còn chưa tốt với bản thân mình, gia đình mình, ruột thịt của mình. Đừng nói tới giúp được cho đời, mà hỏi đời ơi sao số phận con khổ đến như vậy. Ngày hôm nay cũng là cái nhân cho tương lai, mà nó cũng chính là cái quả mình đã tạo trong quá khứ đó. Đây nè, 4 cục đá này nè, ông Di Lặc ngồi ở bên phía bên kia đó, và người ta nói là ông Di Lặc ở bên đó đó. Chị đi vòng hết cái này qua để chị ngắm từng cục đá đi, rồi chị nhìn cái có ra hình của ông Phật Di Lặc hay không. Nhưng mà hãy khai thác cái ông Phật Di Lặc bên trong chị đi, tôi khuyên chị đó. Không có cái nơi nào nó linh thiêng bằng chính cái tâm hồn của mình đó. Cái hồn mình nó linh thì mới là linh ứng. Đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu. Chỉ có đơn giản bao nhiêu đó thôi, mà học hoài suốt đời này đến đời khác vẫn không học thành tài, thi hoài không đậu. Người ta xả thân để cầu đạo, hỏi lại mình có
cầu đạo mà quên thân chưa? Quên thân mình để sống vì những người xung quanh của mình. Mình đã dám hy sinh chưa? Hay mình vì cái đồng lương, đồng bạc, đồng tiền, đồng đô la hả? Vì cái ích lợi nhỏ nhặt hoặc một số tiền đáng giá nào đó, họ sẵn sàng tước đoạt đi cái sinh mạng của người khác. Nhưng mà tước đoạt cái sinh mạng của người ta cũng đồng thời gánh cái nghiệp cho người ta đó. Phật nghèo lắm, Phật chỉ độ cho chúng sinh được cái lời pháp thôi. Còn ma với quỷ á, mới cho con người tiền bạc. Nhưng mà ma quỷ cũng không muốn mình phải xa đọa đâu. Chỉ dùng được cái đồng tiền, đúng như ông sư nói, cầm được đồng tiền. Cảm ơn cậu. Cầm được đồng tiền mà phải là mình làm chủ nó. Mình dùng cái đồng tiền, sai cái đồng tiền đi làm việc tốt để được cái hạnh lành, giúp được cho bản thân và giúp được cho những người khác. Cậu sống vì người khác, tự động những cái điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Vì đó chính là bản thể của cậu. Còn cậu giết người ta cũng đồng thời là mình đã đâm vào cái thân tâm của mình một nhát dao bằng vô hình rồi đó. Nợ máu sẽ trả bằng máu, nợ cái gì sẽ trả lại, đúng như vậy mà còn có lời lãi nữa cậu à. Dạ. Điều này mọi người đều biết mà. Nãy giờ mình ở trên chỗ điện tam giáo xuống đây nói chuyện với cô. Còn những điều mà tôi nói ra ngày hôm nay, những ai thích nghĩ người khác đóng tuồng cho mình xem thì hãy động não lại mà suy nghĩ những lời pháp đó đúng hay sai. Những cái lời nói của một cái người bị đời gọi là điên đó, họ nói đúng hay sai, chứ đừng nhìn vào cái hoàn cảnh, cũng đừng phân biệt người này hay người khác, mà hỏi lại tự chính lương tâm mình những điều đó là đúng đắn hay là của một người điên nói không ra lời, nói những điều sàm bậy. Tự các người hãy nhìn lại cái tâm mình đi. Ở đây không cần tiền của ai, cũng không phải là lường gạt ai để lấy đồng tiền. Vì cái nhồi quả trận này, trả hay không trả, hành hay không hành, học hay không học, được hay mất, tự bản thân mình sẽ gánh lấy. Đánh mất cơ hội rồi, ngàn đời vạn kiếp khó mà quay trở lại được lắm. Tu đừng nên chấp, chấp quá nhiều thì khổ cũng nhiều. Phân biệt, phân là đã biệt rồi đó. Đừng có phân thì nó là một thể. Mà cứ mỗi một vết mình cắt vô thì nó đã phân ra làm hai. Mà chém càng nhiều vết vô, phân càng nhiều vô thì nó thành một cái mảnh vụn tan nát hết rồi. Còn người đời muốn suy nghĩ tôi là ai? Tại sao học Phật mà cầm điếu thuốc? Tôi không cần người ta biết tôi là ai. Nhưng cho dù tôi là một kẻ tận cùng xã hội, tôi vẫn biết học Phật thì các người trong sạch hơn tôi, các người tài giỏi hơn tôi, các người chân chính hơn tôi. Vậy thì các người hãy quay về học Phật giỏi hơn tôi đi. Lúc đó tôi sẽ cúi đầu. Cho dù tôi có là bị người ta phỉ báng là một cái loài yêu mị hay là quỷ ma gì đó, thì ít nhất thà tôi làm một con quỷ chân chánh, không hại người, một con quỷ biết giúp đỡ người khác và biết học cái hạnh lành, còn hơn là làm một con người mang tâm địa giả thú. Đủ rồi. Dạ. Yeah. Những lời cô Út chia sẻ từ lúc mà cô Út đi lên cái điện Hàm Rồng phải không? Tam giáo Hàm Rồng. Thì từ đó mà đi xuống đây á, những cái lời của Út chia sẻ là đích thân bản thân ở đây là mấy em nghe rất là đúng và chi ly. Thì là một con người liên quan tới về chữ nhân quả thôi, như Út cũng từng nói. Tôi không tự phụ chính bản thân của mình. Tôi không phụ thuộc vào bất cứ cái khuôn mẫu của ai đặt ra hết. Vì tôi, cho dù tu hay không tu, thì tôi cũng chính là tôi.
Mình có tu hay không tu, mình hãy chính là mình đi. Đừng bắt chước một ai hết. Và hãy có tiếng nói từ cái lương tâm của mình. Mà cái tiếng nói đó, nói thiện hay nói ác, thì mình tự mình suy nghĩ lấy. Và tự mình trao dồi, tự mình đúc kết và tư duy ra, xem đúng hay sai rồi làm. Làm đúng thì được quả ngọt. Còn làm sai thì lúc đó đắng cay tự mình hưởng lấy đó. Không ai mà che chở được mình. Phật độ người bằng cách chỉ đường rồi đó, đi theo hướng Phật hay đi theo hướng ma quỷ, còn không khống chế mình để chạy theo những dục vọng thì tự mình lao xuống dốc, trôi đầu về địa ngục. Lúc đó ráng mà chịu, thần linh cũng không cứu nổi đâu. Dạ, cảm ơn cô Út. Bữa nay được cô Út mở lòng mà cho mình quay với anh Hớn quay đó là một cái điều rất là quý rồi đó. Tại vì rất rất nhiều người lên đây năn nỉ cô Út để được quay clip, nhưng mà cô Út đều từ chối. Hôm nay là anh Hớn có duyên với mình, cũng có duyên mới được lên đây quay cô Út. Mỗi người đứng ở một góc độ mà. Mỗi người cai trị và quản lý một chỗ của mình, một khía cạnh của mình. Và mỗi người đều sẽ có dịp để mà trao đổi với nhau. Mỗi người dạy môn văn, mỗi người dạy môn toán, mỗi thầy cô có một chuyên môn của mình và giải đáp cái thắc mắc trong lòng tùy theo đối tượng. Dạ. Người của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng để hướng dẫn cho con người thật sự dùng cái chân tâm quay về chánh giác. Nhưng nhận được bao nhiêu thì tùy theo căn cơ của người đó. Đấng sanh thành, đấng tạo hóa, gọi là từ phụ, từ mẫu, không bao giờ muốn đoạt mạng con cái của mình. Qua một đời, được làm người rất khó. Để được gặp cái duyên mà học Phật là may mắn lắm rồi. Đừng để mất cơ hội để rồi phải trôi lăn, phải nhốt mình vào trong địa ngục. Mà địa ngục đó chính là mình tạo ra đó. Dạ. Tâm ma tâm Phật cũng là do chính mình tạo ra. Đúng rồi. Dạ. Cậu đi ăn trộm hoặc cậu đi giết người đi, rồi hỏi cậu có sống với cái tâm thanh tịnh được hay không, cậu có an tâm cậu ngủ hay không. Cậu làm chuyện ác thì dĩ nhiên trong lòng cậu sẽ không bao giờ an tâm được. Yeah. Còn một người, bản thân người ta chưa bao giờ làm những điều xấu ác hay hại tới ai, thì dĩ nhiên bây giờ cổ có đi tới đâu thì cô ấy cũng sẽ không phải sợ điều gì cả. Cho dù như là một đứa bé, nó mới sanh ra được vài tháng tuổi, thì cái vị ma, vị quỷ có xuất hiện trước mặt nó không phân biệt được. Nó vẫn chơi với cái chư vị đó với một cái hình hài gớm ghiếc, nhưng nó không phân biệt, nó không biết đó là gớm ghiếc. Nó không biết như thế nào là ác hay là thiện. Thì nó vẫn chơi, thì cái vị quỷ đó vẫn chơi với nó, vẫn yêu thương nó như thường. Hay là một cái vị thiên liên nào đó, người ta đến với cậu bằng một cái hình hài ghê gớm, nhưng mà thật sự cậu không tạo cái nghiệp chướng nào, thì dĩ nhiên là cậu cũng chẳng có lấy cái gì phải sợ họ. À, cô Út tự nhiên là chọn lại cái vị trí có một cái cây mà mọc trong đá ra quý bà con cô bác. Đây người ta gọi là cây bông dừa. Nhưng mà sống rất là quý hiếm nè. Đá bằng phẳng như thế này mà tự nhiên mọc ra một cái cây như thế này. Mình không thấy đất gì hết mà có một cái kẻ lú ra cây mà sống rất là tươi tốt. Theo như cô Út thì cái cây này với sức sống mãnh liệt như thế này, thì có cái điều, những cái điều mà lạ cũng như là những cái điều mà liên quan về một con người muốn vươn dậy, muốn sống dậy là như thế nào không cô? Thì cây nó còn làm được đó. Có nhiều lúc á, con người mình cũng nên học hỏi ở những cái loài vật và những cái thực vật nữa, cây cối. Tại vì á, pháp không nằm ở đâu xa, pháp nằm ở trong đời. Đạo và đời không có tách ra, không có phân hai. Pháp mà Phật nói đó
là dạng pháp thì gồm những gì đang tồn tại ở đây đủ một cái môi trường để cho con người mình học hỏi. Thì đâu phải mình chỉ học ở trường, đâu phải mình học ở thầy, mà đôi khi á, mình phải học ở bạn nữa. Rồi những người bạn đó là ai? Những người bạn đó có thể là người, cũng có thể là loài vật, con chó. Mình hãy học cái hạnh tốt của con chó. Đừng nghĩ nó là một con chó, chỉ biết giữ nhà. Nó trung thành với con người như vậy. Thậm chí cậu đánh nó, cậu mắng nó. Có nhiều người tàn ác với nó, nhưng khi cậu đi chợ hoặc đi đâu xa về, nó có giận cậu không? Hay nó chạy ra nó đón cậu? Thì hãy học cái hạnh bao dung nó đi. Đó là một đức tính tốt của loài vật nó đang để và nó đang tồn tại trước mặt mình mỗi ngày. Thì tôi tin là mỗi người đều thấy được điều đó. Tại vì trên cái thế giới này có rất là nhiều gia đình nuôi chó. Cũng như cái cây này, nó vươn lên ở một cái địa hình rất là khắc nghiệt, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Và khi nó đã trưởng thành thì nó để lại một cái nét đẹp. Nó để lại một nét đẹp để cho con người mình thấy dù cằn cỗi, dù khó khăn, nhưng nó vẫn sinh tồn được. Cái nghị lực sống của nó vẫn có. Và khi nó lớn lên trổ hoa thì cậu thấy nó đã trang trí cho cái ngôi nhà này một cái nét đẹp tự nhiên. Dạ. Mà con người mình không thể nào làm không được làm đâu được. Mình nhúng tay vô mình làm, muốn tạo vẽ như vậy thì làm đúng không rồi được. Tạo quá thiên nhiên, có những điều con người mình có cố làm hình như là hàng trăm hàng ngàn năm nay, có muốn làm theo cũng không làm được. Tại vì cái giới hạn của con người mình còn thấp lắm. Còn muốn là tạo ra những điều như cái đấng cao cả thì còn lâu lắm. Cho nên mình hãy quay trở về làm con người bình thường đi. Và ráng thực hiện cái điều mà mình cần làm. Đừng để mất cơ hội khi còn sống, còn có thể học, còn có thể tu. Một ngày ở đây nó đáng giá hơn ở những cõi khác rất nhiều. Dạ, cũng buổi chiều rồi, thì hồi trưa tới giờ thì mấy em cũng đến đây cũng nhờ được sự chia sẻ của cô Út. Có đôi lúc có những cái điều mình thấy cái biểu hiện của cô Út rất là lạ, thì những cái điều đó thì Cao Hớn mình cũng như là em Lưng cũng không có hiểu biết nhiều. Chỉ được nghe cô Út chia sẻ những cái điều nghe cũng rất là chí lý và hay với cuộc sống một con người hiện tại bây giờ. Thì cũng xin cảm ơn cô Út rất là nhiều. Chúc cho cô Út dồi dào sức khỏe, gặp được những điều may mắn, những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi cảm ơn. Nhưng mà những điều đó sẽ có người hiểu được. Dạ. Theo như... Sẽ có rất nhiều người hiểu được. Theo như em thì những người nào có căn duyên với Phật Pháp cũng như có căn duyên về tu tập chính bản thân mình thì sẽ nghe những cái điều cô Út nói vừa qua, sẽ hiểu được và biết được là sẽ như thế nào. Đúng chính rồi. Bản thân em nghe cũng hiểu được một phần nào đó. Dạ, rồi bây giờ Cao Hớn mình xin tạm dừng clip ở đây nha quý bà con cô bác. Cũng buổi chiều chẳng dạng rồi, mấy anh em mình còn phải chạy xuống núi nữa. Để hôm nào có duyên, nếu có đủ duyên, có dịp lần thứ hai gặp được cô Út, sẽ ngồi trò chuyện với cô Út nhiều hơn á cô Út. Dạ.